Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu. Trong chương trình hôm nay, đài chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những tin đáng chú ý sau. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đi thăm và kiểm tra mô hình hội phụ nữ trồng hoa cây môi trường tại đường giao thông nông thôn. Huyện nhà tập trung phun trừ gầy bảo vệ mùa xuân. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với trường trung học cơ sở Hải Phương tổ chức hoạt động ngoại khóa trẻ em với hóa chất trừ sâu. Tập huấn kỹ thuật nuôi dưng quế và ứng dụng sản phẩm dưng quế trong trồng trọt chăn nuôi. Và một số tin đáng chú ý khác. Phần cuối chương trình mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự hiệu quả từ những tuyến đường phụ nữ tự quản, việc làm nhỏ, lợi ích lớn. Sau đây là nội dung chương trình. Quý vị, thưa các bạn, sáng ngày 25 tháng 5, đồng chí Nguyễn Văn Tìm, Bí thư Huyện ủy cùng lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã đi thăm và kiểm tra thực tế mô hình hội phụ nữ xã trồng hoa và trồng cây ven đường, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp tại khu dân cư. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đã đến thăm mô hình trồng cây chuỗi ngọc, cây dứa tím tại ven đường khu dân cư ở xã Hải Phú, được Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Phú triển khai trồng trong những năm gần đây. Hiện nay, 7 trên 17 xóm ở Hải Phú đã được trồng và phát triển tốt, các xóm còn lại đã và đang trồng. Trong những ngày này tranh thủ thời tiết thuận lợi, chị em phụ nữ ở các xóm trên địa bàn xã Hải Phú cũng đang triển khai công tác dọn vệ sinh, làm cỏ ở tuyến đường phụ nữ tự quản, kết hợp chăm sóc trồng mới các loại cây, tạo cảnh quan môi trường. Tiếp đó, đồng chí Bí thư Huyện ủy đến thăm mô hình các xã Hải Cường, Hải Quang, Hải Đông. Tại xóm 5 xã Hải Quang, cán bộ hội viên phụ nữ đã trồng các giống hoa 10 giờ dọc hai bên đường trục chính và các rong của tuyến đường dài trên 1,5 km. Trong những ngày đầu hè, những bông hoa 10 giờ khoe sắc rực rỡ trên những đoạn đường xóm liên xóm. Đồng chí Bí thư Huyện ủy biểu dương cán bộ hội viên phụ nữ các xã đã tích cực tuyên truyền hội viên tham gia trồng, chăm sóc, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng xã nông thôn mới bền vững và phát triển. Đồng chí mong muốn hội viên phụ nữ các xã thị trấn tiếp tục duy trì và mở rộng mô hình trong thời gian tới. Trong tuần qua, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị phản ánh tình hình phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Mai Văn Quyết, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện dự và chủ trì hội nghị. Theo kết quả điều tra của cán bộ kỹ thuật ngày 21 tháng 5, dày các loại diễn biến phức tạp, gối lứa kéo dài với mật độ dày rất cao, phân bố theo ổ, khu vực, trà lúa và không đồng đều. Mật độ dày tại các ổ dày trung bình từ 3.000 đến 4.000 con trên 1 mét vuông, nơi cao từ 5.000 đến 7.000 con trên 1 mét vuông. Cá biệt tại một số ổ có mật độ trên 1 vạn con trên 1 mét vuông. Mật độ dày tiếp tục tăng trong thời gian tới và sẽ gây cháy dày vào đầu tháng 6 nếu như không được phun trừ kịp thời bằng các loại thuốc đặc hiệu. Để chủ động phòng trừ dày nâu đạt hiệu quả, bảo vệ an toàn giàn lúa xuân 2016, đồng chí Mai Văn Quyết, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, yêu cầu Ủy ban Nhân dân, Ban Nông nghiệp các xã thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan tập trung tuyên truyền và phát động chiến dịch phun trừ dày bảo vệ lúa xuân cho diện tích lúa có mật độ dày từ 50 con trên một khóm trở lên. Từ ngày 24 tháng 5 đến 27 tháng 5 và chỉ sử dụng đúng các loại thuốc trừ dày đặc hiệu không phải rễ hàng như Elsin 600VWP, Acedinosin 50VWP, Lam Super 75VWP với lượng cần pha 20 lít trên một xào. Các xã thị trấn phân công cán bộ trực tiếp thông báo tới từng hộ dân, tự kiểm tra đồng ruộng và chủ động phun trừ, đồng thời quản lý chặt chẽ các hộ, cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn. Công ty khai thác công trình thủy lợi huyện, Ban Nông nghiệp các xã thị trấn, tổ thủy nông điều tiết nước phù hợp trên ruộng, tạo điều kiện thuận lợi cho cây lúa phát triển tốt và nâng cao hiệu quả trừ dày. Đội quản lý thị trường và các cơ quan, phòng ban chức năng thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm những hộ, cơ sở kinh doanh thuốc cung ứng không đúng chủng loại, không đảm bảo chất lượng hoặc kết hợp bán thuốc không cần thiết, làm giảm hiệu lực phun trừ dày. Dưới sự chỉ đạo của huyện và Ban Nông nghiệp các xã thị trấn, trong những ngày qua, bà con xã viên trên địa bàn huyện đã tập trung phun trừ rầy bảo vệ lúa xuân. Phóng viên đài chúng tôi đã có mặt tại xã Hải Trung và Hải Phương để ghi nhận về công tác này. Sau khi có công điện của Ủy ban Nhân dân huyện về việc phát động đợt phun trừ rầy bảo vệ lúa xuân,
xã Hải Trung đã tập trung triển khai đồng thời tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh để người dân được biết. Với trên 800 mẫu, chủ yếu là giống Bắc Thơm số 7, đến nay đã cơ bản chỗ xong. Qua theo dõi tình hình sâu bệnh thì mật độ rầy khoảng 50 con một khóm, chiếm khoảng 40% diện tích. Tranh thủ thời tiết, bà con đã xuống đồng phun trừ rầy bảo vệ giàn lúa. Hầu như 100% bà con xã viên đều dùng thuốc trừ rầy đặc hiệu Ensin 600 VDV. Thực hiện công điện số 01 ngày 23 tháng 5 2016 về việc phòng trừ rầy bảo vệ giàn lúa xuân, ngay sau khi có công điện, chúng tôi đã tổ chức họp các ban ngành đoàn thể, các cơ sở xóm triển khai để thực hiện công điện về phòng trừ giàn lúa tiêu xuân. Về phía phát thanh, về phía tuyên truyền, chúng tôi đã tổ chức cho đài phát thanh tuyên truyền rất là sâu rộng tới tận các cơ sở. Hiện nay đối với xã Hải Trung thì tỷ lệ dày thì xung quanh có 50 con trên một khóm, chiếm khoảng 40% diện tích. Hiện nay bà con đang tập trung phòng trừ. Cũng như các địa phương khác trong toàn huyện, để đảm bảo an toàn giàn lúa và thực hiện hiệu quả công điện của Ủy ban Nhân dân huyện về đợt phát động phun trừ rầy, xã Hải Phương cũng đã trực tiếp chỉ đạo và phân công cán bộ, các đồng chí xóm trưởng thông báo tới từng hộ dân tự kiểm tra đồng ruộng, phun trừ khi mật độ đến ngưỡng 50 con một khóm trở lên và sử dụng đúng các loại thuốc đặc hiệu, đồng thời tuyên truyền trên hệ thống loa cơ sở xóm về tác hại của rầy nâu, cách phun trừ đúng kỹ thuật để cán bộ nhân dân nhận thức rõ, đảm bảo đợt phun trừ đạt hiệu quả cao. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp phần tin. Vừa qua tại nhà văn hóa xã Hải Phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với trường Trung học cơ sở Hải Phương tổ chức hoạt động ngoại khóa trẻ em với hóa chất trừ sâu. Tham dự buổi hoạt động có các đại biểu đại diện lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu giới, gia đình và môi trường trong phát triển, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, lãnh đạo xã Hải Phương cùng hơn 300 giáo viên và học sinh trường Trung học cơ sở Hải Phương. Tham dự hoạt động ngoại khóa với chủ đề Trẻ em với hóa chất trừ sâu là 3 đội thi mang tên Chích Bông, Sơn Ca và đội Vành Khuyên, đại diện cho học sinh trường Trung học cơ sở Hải Phương. Các đội phải tham gia các phần thi bắt buộc là phần chào hỏi, phần thi kiến thức, phần xử lý tình huống, phần thi tiểu phẩm, phần thi năng khiếu. Trong một buổi sáng diễn ra hoạt động ngoại khóa, các đội chơi đã đem đến cho khán giả những tiểu phẩm hài hước dí dỏm cho đến những bài hùng biện kèm màn phụ họa được dàn dựng công phu với đạo cụ, trang phục biểu diễn sinh động và những kiến thức cơ bản nhất về tác hại của hóa chất trừ sâu. Qua đó đã lột tả chân thực khách quan tình trạng lạm dụng sử dụng hóa chất, thuốc trừ sâu trong sản xuất nông nghiệp của người nông dân Việt Nam nói chung. Đồng thời cảnh báo tác hại khôn lường của hóa chất trừ sâu đối với môi trường sống nói chung và sức khỏe con người nói riêng, nhất là đối với trẻ em. Qua đó các em cũng nhắn nhủ thông điệp hãy nói không với hóa chất trừ sâu nhằm chung tay xây dựng một nền nông nghiệp bền vững, môi trường sạch vì sức khỏe mỗi người và cộng đồng. Kết quả giải nhất thuộc về đội Vành Khuyên, hai đội còn lại cùng đạt giải nhì. Ngoài phần thi dành cho ba đội, ban tổ chức cũng đã tổ chức phần thi dành cho khán giả với những câu hỏi xoay quanh về vấn đề ảnh hưởng của hóa chất trừ sâu đối với sức khỏe con người, nhất là đối với trẻ em, cùng những biện pháp phòng tránh và trao nhiều phần quà có ý nghĩa cho các khán giả trả lời đúng. Thực hiện dự án cải thiện thu nhập hộ gia đình và nâng cao năng lực cho phụ nữ nghèo huyện Hải Hậu năm 2016-2017, sáng ngày 26 tháng 5 tại Ủy ban Nhân dân xã Hải Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Trung tâm Phát triển Cộng đồng Minh Việt tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật nuôi giun quế và ứng dụng sản phẩm giun quế trong trồng trọt chăn nuôi cho các thành viên tổ phụ nữ liên kết nuôi giun quế trong chăn nuôi trồng trọt, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ. Mô hình nuôi giun quế trên địa bàn huyện được hình thành từ năm 2014. Đến nay, trên xã Hải Sơn đã thành lập mô hình tổ phụ nữ liên kết nuôi giun quế trong chăn nuôi trồng trọt. Được thành lập với 26 thành viên, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với kiến thức thực tiễn sẵn có, kết hợp với buổi tập huấn, chị em phụ nữ được tiếp cận với mô hình một cách khoa học đúng quy trình kỹ thuật nuôi giun quế. Từ khâu xây dựng chuồng nuôi, chuẩn bị vật dụng, chất nền, phương pháp ủ, lải chất nền đệm, và ủ phân làm thức ăn cho giun, cách thức thả giun,
che phủ luống giun, tưới ẩm luống giun, cho ăn, chăm sóc giun, nhân luống giun, thu hoạch giun. Các học viên cũng đã được hướng dẫn quy trình kỹ thuật chế biến giun làm thức ăn, bổ sung trong chăn nuôi, như sử dụng giun tươi, chế biến bột giun, v.v. Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Trần Văn Trinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, bày tỏ tin tưởng rằng thông qua lớp tập huấn, các học viên sẽ áp dụng vào thực hành tốt, là những giảng viên của thực tế, không chỉ biết cách làm giàu cho gia đình mà còn rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương, hỗ trợ giống và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi cho hội viên trong và ngoài xã, trở thành địa chỉ tin cậy cho mọi người tham quan học tập. Thưa quý vị, thưa các bạn, vừa qua, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh xã Hải Hưng long trọng tổ chức Đại hội Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021. Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh xã Hải Hưng tiền thân là Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn xã Hải Hưng. Quá trình hoạt động gắn với nhiều ý nghĩa thiết thực như cuộc vận động nghĩa tình đồng đội giúp nhau xóa đói giảm nghèo đã giúp cho tổ chức này ngày càng phát triển, trở thành Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh xã Hải Hưng, thu hút kết nạp được 62 hội viên. Trong đại hội lần thứ nhất này, các đại biểu đã thống nhất thông qua điều lệ hội bầu ra ban chấp hành với 9 thành viên, ban kiểm tra 2 thành viên. Ông Mai Văn Cử trúng cử vào chức danh Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh xã. Trong phương hướng nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh xã Hải Hưng tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu là tuyên truyền phổ biến điều lệ hội cho các đồng chí tham gia chiến đấu mở đường Trường Sơn, để từ đó kết nạp thêm hội viên mới, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tích cực thực hiện các hoạt động nghĩa tình đồng đội, thăm hỏi động viên hội viên khi gặp hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hoạn nạn, già yếu. Vận động hội viên cùng gia đình phát huy truyền thống người lính Trường Sơn, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, phấn đấu 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, phấn đấu hàng năm qua bình xét không có chi hội, hội viên yếu kém. Sáng ngày 26 tháng 5, cô và trò trường trung học cơ sở xã Hải Phương long trọng tổ chức lễ tổng kết năm học 2015-2016 và phát thưởng cho các em học sinh. Giữ vững truyền thống là đơn vị dẫn đầu toàn huyện trong nhiều năm liền. Năm học 2015-2016, thầy và trò trường trung học cơ sở Hải Phương tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Trường là tập thể lao động xuất sắc của huyện và tỉnh, trường chuẩn quốc gia, cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Nhiều đồng chí chuyên môn vững vàng, có khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các đoàn thể trong trường hoạt động có nề nếp, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua. Kết quả năm học 2015-2016, trường xếp thứ nhất huyện, chất lượng thi học sinh giỏi. 2 năm trên 30 em dự thi đạt giải bằng 83,4%. 100% học sinh lớp 9 đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp, trong đó 72,6% đạt khá giỏi. 99,4% học sinh khối 6-7-8 đủ điều kiện lên lớp đợt 1. Năm học 2014-2015, trường có trên 90% học sinh thi đỗ vào các trường trung học phổ thông, xếp thứ nhất huyện, xếp thứ 23 trên 237 trường trung học cơ sở của toàn tỉnh. Bên cạnh đó, nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ và triển khai thực hiện tốt theo kế hoạch. Kết quả 100% giáo viên được kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề. 2 năm trên 2 năm cán bộ giáo viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng thường xuyên. 100% cán bộ giáo viên xếp loại khá giỏi. Tại lễ tổng kết, nhà trường đã trao thưởng cho các em học sinh có thành tích cao trong học tập, phát thưởng cho 101 em học sinh giỏi và 113 học sinh tiên tiến, rất nhiều phần quà từ các đơn vị tổ chức trong xã, hội phụ huynh, hội cựu học sinh, v.v. được gửi tới nhằm khích lệ các em học sinh đạt kết quả cao trong năm học. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân xã cũng đã khen thưởng cho cán bộ giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học. Hội khuyến học xã khen thưởng cho 6 giáo viên đạt thành tích cao trong năm học. Sáng ngày 27 tháng 5, Trường Trung học Cơ sở Hải Thanh tổ chức lễ tổng kết năm học 2015-2016. Trường Trung học Cơ sở Hải Thanh có 8 lớp học với 269 học sinh. Năm học 2015-2016, xác định nâng cao chất lượng văn hóa là hoạt động trung tâm của nhà trường. Tập thể giáo viên đã nỗ lực học tập, bồi dưỡng kiến thức và tích cực đổi mới phương pháp dạy. Do đó, chất lượng các kỳ kiểm tra của học sinh trong năm học luôn ở top đầu của huyện, xếp thứ 7 trên 38 trường trung học cơ sở trong toàn huyện.
thi học sinh giỏi cấp huyện năm đội tuyển có 11 em đạt giải cá nhân. Xếp loại học lực cuối năm có 59 em đạt loại giỏi, chiếm 22,02%, 124 em đạt loại khá, đạt 46,27%. Số lượng học sinh được xét tốt nghiệp đạt 100%. Bên cạnh giáo dục văn hóa, nhà trường cũng luôn coi trọng công tác giáo dục đạo đức cho học sinh. Công tác giáo dục pháp luật, an toàn giao thông, phòng chống tai tệ nạn xã hội cũng được làm thường xuyên, lồng ghép trong môn học và các giờ sinh hoạt. Kết quả trong năm học, trường không có học sinh vi phạm pháp luật hay mắc tai tệ nạn xã hội. Số học sinh hạnh kiểm tốt đạt 90,67%. Tại lễ tổng kết, trường trung học cơ sở Hải Thanh đã trao thưởng cho những em học sinh có thành tích cao trong học tập, rèn luyện, đồng thời tổ chức quay số trúng thưởng nhằm khích lệ tinh thần cho các em trong năm học tới. Liên đội nhà trường cũng tổ chức bàn giao các em học sinh cho đoàn đội cơ sở để các em có một kỳ nghỉ hè vui tươi, an toàn và lành mạnh. Thưa quý vị, thưa các bạn, từ khi triển khai cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã xây dựng mô hình tuyến đường phụ nữ tự quản ở địa phương. Điều đó không chỉ giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của hội viên phụ nữ trong việc giữ gìn bảo vệ cảnh quan môi trường sống, mà còn góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới bền vững ở khu dân cư. Phần còn lại của chương trình, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự hiệu quả từ những tuyến đường phụ nữ tự quản, việc làm nhỏ, lợi ích lớn. Hơn một năm qua, hình ảnh chị em phụ nữ ở chi hội 5, hội phụ nữ xã Hải Quang, Hải Đông, Hải Thanh làm cỏ, nhân giống và chăm sóc hoa ở những tuyến đường do chị em tự quản đã trở nên quen thuộc và gần gũi với bà con lối xóm. Sau một thời gian triển khai mô hình, đến nay ý thức của mọi người từng bước được nâng lên. Điều đáng mừng, không chỉ phụ nữ mà nhiều người dân trên địa bàn cũng tình nguyện tích cực tham gia làm sạch đường làng ngõ xóm, khu dân cư, làm cho cảnh quan môi trường ngày càng xanh sạch đẹp. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, khi các tuyến rong xóm, đường nội đồng được đầu tư xây dựng đạt chuẩn, việc phải làm cỏ thường xuyên rất vất vả, lại tốn nhiều công sức. Nên chị em phụ nữ đã bàn nhau trồng hoa ở ven đường để xây dựng tuyến đường xanh sạch đẹp. Để làm được điều đó, các chị em trong chi hội phụ nữ xóm đã vận động mỗi chị em tìm kiếm các loại hoa về trồng trên tuyến đường, gồm các loại như 10 giờ ta cánh kép, màu hồng đỏ, hồng và màu trắng, hoa 8 giờ cánh đơn với các màu vàng, trắng, cam. Ban đầu chỉ trồng từng đoạn, sau đó nhân giống trồng cho các đoạn tiếp theo. Thấy tuyến đường đẹp, chị em càng tích cực chăm sóc và giữ gìn cảnh quan môi trường xung quanh. Khi làm vệ sinh môi trường hàng ngày thì làm nhiều, thế là rất là vất vả và tốn nhiều công. Rồi thì chị em cũng bàn nhau là ta sẽ đi kiếm hoa về trồng chung quanh đường làng ngõ xóm hoặc và đường rong, kể cả đường là được của nội đồng. Thế là chị em trồng hoa, trước khi trồng thì chị em cũng trồng từng ít một. Rồi sau chúng tôi cũng nhân dần ra thì thấy cảnh đẹp. Thế là chị em cứ càng ngày thế thì cứ tiếp tục lại vận động các dòng khác, xóm năm chúng tôi là được cũng rất là nhiều tuyến đường như thế này nữa. Không ai bảo ai, cứ vào ngày cuối hàng tháng, chị em phụ nữ chi hội năm xã Hải Quang nói riêng và các xã trong huyện nói chung tập trung chăm sóc làm cỏ bón phân. Nhờ vậy mà tuyến đường lúc nào cũng rực rỡ sắc màu, những con đường bê tông trở lên lãng mạn với các loại hoa đủ sắc màu bên ruộng lúa xanh mướt. Chi hội phụ nữ xóm Thường Cao chúng tôi là chỉ đạo cho chị em là trồng hoa ven đường, trồng hoa 10 giờ ven đường, và tất cả các tuyến đường của xóm là chị em chúng tôi đã thực hiện và trồng hoa ven đường, và đến ngày hôm nay đã đạt được kết quả cao, và chi hội chúng tôi đã có tuyến đường hoa 10 giờ rất dài và đẹp, và hàng tháng vào những ngày 30 cuối tháng tôi tổ chức cho chị em tổng vệ sinh môi trường, trồng hoa ở trên nhà văn hóa xóm, rồi các chỗ mà chưa đổ bê tông là tôi chỉ đạo cho chị em là trồng hoa 10 giờ hết và tạo cảnh quan môi trường cho xóm làng xanh sạch đẹp. Hàng tuần chúng tôi đi làm cỏ, rồi là chúng tôi quét dọn đường thá, là chúng tôi đi làm đâu ra đấy. Và người dân nơi đây sẽ thấy tự hào
yêu quê hương mình hơn bởi đã có thêm con đường hoa rực rỡ ngút ngàn. Thế phong trào trồng hoa này khi lúc đầu thì cũng rất ủng hộ của bà con nhân dân và cùng với các chị em phụ nữ trong toàn xóm. Thì sau có một năm xây dựng thì hiện nay là cái vườn hoa của chúng tôi hiện nay đã được tọa nguyện và cũng đã được nhiều đoàn hiện nay đã cũng về và cũng đã quay phim chụp ảnh. Chúng tôi thì nói chung là hiện nay là đang là nhân rộng ra trên toàn xóm, mong sao thì xây dựng nông thôn mới bền vững hiện nay ở tại địa phương như trên toàn quốc, ta cũng tập trung vào về cái mô hình này để chúng ta thứ nhất là đảm bảo vệ sinh môi trường, thứ nhất là xanh sạch đẹp ở trên toàn tuyến, thứ hai là tránh cái rác thải và cũng gây dựng cho xóm làng gọi là xanh sạch đẹp trong cái thời dựng xây dựng nông thôn mới bền vững. Qua 5 năm triển khai thực hiện tuyến đường tự quản do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phát động, phong trào mang tính thiết thực đã và đang mang lại hiệu quả cao, được triển khai rộng khắp ở các xã thị trấn. Bởi hơn ai hết, phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn vệ sinh gia đình, trong khu dân cư và ở nơi công cộng. Đến nay, 100% chi hội phụ nữ tổ chức cho chị em làm vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm. Trong đó, có 384 chi hội dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm theo tháng và 162 chi hội làm vệ sinh đường làng ngõ xóm theo quý. Toàn huyện có 370 chi hội đứng ra đảm nhận thu gom rác thải, 150 chi hội đảm nhận cánh đồng dòng sông không rác thải. Đến nay, có 335 chi hội cắm biển tuyến đường do phụ nữ đảm nhận, 20 xã đã có 100% chi hội gắn biển tự quản tuyến đường xanh sạch đẹp. Trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới của huyện Hải Hậu, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã nhận với lại Ban Thường vụ huyện ủy về việc tuyên truyền vận động cán bộ hội viên làm công tác vệ sinh môi trường. Thì đến nay thì toàn huyện thì đã có 384 chi hội là vệ sinh đường làng ngõ xóm theo tháng, 162 chi hội là làm vệ sinh đường làng ngõ xóm theo quý và có 370 chi hội là nhận đứng lên nhận thu gom rác thải và 150 chi hội là nhận cánh đồng dòng sông không rác thải và 335 chi hội là cắm đường tuyến biển do chi hội phụ nữ tự quản. Và có 20 trên 25 xã là đã có 100% chi hội là cắm biển tuyến đường phụ nữ tự quản. Đến nay thì rất nhiều tuyến đường, đường sông, đường trục chính đã được trồng hoa điển hình như hội phụ nữ như ở xã Hải Đông là có những tuyến đường dài từ 1 đến 3 km, Hải Quang, Hải Lộc, Hải Phú. Đấy, cũng có những cái tuyến đường mà trồng hoa dài từ 1 km trở lên. Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện chúng tôi tiếp tục chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã thị trấn là nhân rộng mô hình trồng hoa ven đường, tuyến đường, cánh đồng, dòng sông không rác thải để góp phần giữ vững huyện Hải Hậu đạt huyện nông thôn mới bền vững và phát triển. Có thể khẳng định những tuyến đường tự quản của Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã thị trấn trong huyện đã góp phần cải tạo môi trường xanh sạch đẹp tại địa phương. Để những tuyến đường tự quản có ý nghĩa thiết thực trong đời sống nhân dân, góp phần làm cho môi trường ngày càng xanh sạch đẹp, thì đây không chỉ là trách nhiệm của một tổ chức đoàn thể là Hội Phụ Nữ, mà mỗi con đường đều cần sự chung sức của cả xã hội, mà trước hết là từ ý thức, việc làm của mỗi người dân trong bảo vệ môi trường sống quanh mình, qua đó góp phần xây dựng môi trường xanh sạch đẹp trong khu dân cư một cách hiệu quả, bền vững. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.